Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nút số Pizza Ba Băng để cùng nhau thảo luận nhé. Link nhóm có ở phần mô tả video. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Dũng Score Carambia. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất. Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình giới thiệu lại bộ 024 cơ bản và mở rộng. Bộ 024 này trước đây mình đã có video rồi, tuy nhiên chưa đầy đủ. Nguyên tắc là với vị trí nút số như hình thì nếu điểm chạm trùng với vị trí đùi cờ, thì điểm trúng sẽ là 0. Ví dụ góc bi chủ ở 2, nếu ta chạm vào 2 và không sử dụng FV thì sẽ về 0. Các bạn cùng xem nhé. Với điểm đi 0 và 1 thì không có sai số. Tuy nhiên từ 2 trở lên đã có sai số. Cụ thể, điểm đi ở 2 phải tăng thêm 0,1. Điểm đi ở 3 phải tăng thêm 0,2. Điểm đi ở 4 phải tăng thêm 0,3. Như ở ví dụ này, vị trí 4 ta tính là 4,3 và phải chạm vào 4,3 mới về điểm 0 được.
Bây giờ mình sẽ giới thiệu phần mở rộng của hệ thống này. Điểm chúng ở phía băng thứ 4. Bi sẽ đi dài ngắn ngắn dài. Các bạn cần video về bộ số nào thì để lại comment nhé. Mình sẽ cố gắng tìm và làm video. Cảm ơn mọi người. Tham gia nhóm Facebook hướng dẫn nút số bi dài 3 băng để cùng nhau thảo luận nhé. Link nhóm có ở phần mô tả video. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Dũng Score Carambia. Hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi các video mới nhất.